Hôm nay trong siêu thị này có diễn ra cái hội thi duyên dáng áo dài rồi của quận Bình Tân, rất là đông. Ba mẹ cậu cũng vào đây để ngồi coi các bé biểu diễn thời trang rồi hát văn nghệ. 1:30 chiều nay là người lớn các bà con, tối nay là thi chung kết, rất là đông. Đây là biểu diễn của các bé đó ba. Khúc ở trên thì thời trang, mà khúc ở dưới đây thì trưng bày xe nữa. Ở đây MC Trường Chinh là tốt ở trên Tân Bình đó, xuống tới đây để làm một cái buổi show, một cái show trình bày. Cuộc sống Sài Gòn và con ha. Bây giờ là 1-2 giờ trưa, ở ngoài nắng chang chang nhưng mà trong siêu thị và con bác ha, rất là nhiều người, đông người lắm. Cái kia là quầy ăn uống nè, và con bác ha. Ngày chủ nhật là quá trời đông không? Bây giờ ba mẹ con sẽ kiếm gì đó ăn nha bà con. Đó, nhiều người ta vô đây nè, ta mua đồ sushi. Đó, đông lắm. Một cái khung cảnh rất là đông nè. Và khi mà bà con vô đây là bà con cô bác sẽ không phân biệt được cái ngày và đêm đâu. Buổi sáng bà con vô cũng vậy. Bây giờ buổi trưa nè, cũng vậy nè. Và buổi tối bà con cô bác vô nó cũng y chang vậy. Đây, xin thưa bà con bác, ba mẹ cô chọn cái quán này để ba mẹ cô ăn. Ba mẹ cô ngồi ngắm cảnh nè. Ở dưới là cái bãi parking xe nè, bãi đầu xe ơi. Người ra vô bên ngoài, mình ở trong đây rất là mát bà con, nhưng mà nhìn ngoài thấy nó nắng quá, nắng chói chang luôn rồi. Đây là cái quán nè. Mình sang quán này nha bà con, hôm nay mình ăn quán này. Thì đặc biệt một điều đó là xin thưa bà con cô bác đó là mình ăn ngày thứ bảy chủ nhật là ở siêu thị này là không có giảm giá nha. Bình thường đó là bà con cô bác ăn ngày thường đó, nó xe bóp giảm dữ lắm, nhưng mà đi là phải né cái ngày thứ bảy chủ nhật ra, tại vì ngày thứ bảy chủ nhật nó đông nè, con cô bác thấy không, hầu như ai cũng đi hết. Thì cái nhu cầu cho nên là khi mà vào đây là ngày thứ bảy nhật là hầu như là mình ăn giá là giá gốc luôn, không có giảm giá gì đâu. Thì hôm nay ba mẹ cô sẽ mua cái này. Cái giá cái này là thịt nên mới mang đi nha, nhưng mà để ba mẹ cô coi, ba mẹ cô chỉ cái món mà mình ăn. Mình sẽ ăn cái combo này nè, combo sùng mày các bạn. Ba mẹ cô kêu cái combo sùng mày đó với lại một cái dĩa mì Ý. Mì Ý gì ta, mì Ý 220.000 này nè, giá trên chưa bao gồm VAT nha bà con, là bà con cô bác phải cộng thêm từ 5-10% VAT với lại phí phục vụ vô nữa, khoảng thêm 15% nữa cái món này. Rồi cảm ơn em. Rồi ngoài ra thì nó thích ăn cái gì nữa ta? Pizza, có pizza nữa. Pizza thì ở đây nó có loại pizza 2 miếng các bạn ơi. Mua 2 loại. Một loại là cái số 6 nè, pizza hải sản này ha, size L. Với lại cái nào ta? 12. Phải không ta? Không biết nữa. Đây nó khác cái mà mình ăn ở đây. Chắc có lẽ đây nè, combo. Đây, nó dạng giống như cái combo này nè, nó vừa có thịt nướng nè, nó vừa có pizza. Cái combo này tới 1.450.000 hả ta?
Còn đây là cái thứ ba nè, mua một tặng một, nhưng mà chỉ có mang về thôi nha bà con, không có được ngồi ăn tại chỗ. Rồi đó, thứ sáu là hai cái pizza là 300.000 nha. Còn này là thứ ba là mua một tặng một. Rồi cảm ơn em. Dạ rồi. Ê ê, cô ba ê, bỏ xuống. Đây. Xin thưa bà con cô bác, cái dĩa nó bự chà bá lửa không? À, no. Cái này là của ba. Còn đây là dĩa salad. Ủa mày có kêu salad hả mẹ? À cái combo salad đó hả? À. Đây. Ủa, à đúng rồi, combo sum vầy 550 bà con. À. Thuế lên 55 khoảng 600.000 á, 600 mấy 650, tổng luôn thuế là khoảng 650 đó. Cái combo đó có salad nè, có sườn, có khoai tây đây, à nguyên dĩa. Ở làm theo cái kiểu này, kiểu tây á bà con, hình như bà con có thấy không, nó bự lắm, dĩa bự lắm, bự bằng cái mặt luôn rồi. À, rồi rồi ok xong rồi, bây giờ nè phân dĩa ra đi con, đi mày cò trộn lên con. Đây có phô mai nè, trộn đều lên cho nó tan phô mai ra. À, cái phô mai sợi nè con thấy không. À, à. Nhìn ngon quá à. Ngon thấm ngon thơm quá à. Mốt mà sẽ ăn mì này không ăn mì kia. Ờ mì kia ăn dở mồ. Spaghetti đó mì tập chua. Đây trộn miếng kho này nè. Tại sao con không ăn? Cái này kem sữa mà sao mà ăn. À ba quên. Thôi cho Will Lam ăn chút thôi. Không ăn luôn. Đâu có hảo mì ấy rồi mà. Ờ, à, thôi lát nữa em ăn pizza. Trời ơi, từ từ con, cẩn thận. Ờ, à, con ơi, con làm cũng phải từ từ con. Mình tập trung vô con. À, lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu. À. Rồi, à, rồi, ok. Đây, ly một ly sô-cô-la nè bà con. Một ly này như 675.000, thuế nữa khoảng 90.000 ly này nè bà con. 75 à, đúng rồi. Rồi ghim vô. À. Ê để con uống. Lắc lắc không? Dạ. Cái này cũng ngon mà. Rồi. Uống nhiều quá, nãy uống một chai nước rồi, uống vừa phải thôi con. Đó, ly sô cô la 90.000 á. 80 rồi chứ không 90 đâu, khoảng 80 mấy ngàn. Ở đây là salad nè. À, salad này của mẹ nó nè. À. À. Còn đây là của hai cha con mì ý. Đây bà con bà thấy không, phần này 550 đó. Ui con xúc xích nữa nè. Hôm nay là loại này nó có xúc xích nè, bếp cao rồi em, muối cao nè, khoai tây nè, à, bánh mì, xà lách, à, nước sốt chấm nè. Còn đây là pizza nè. À, bà con bà thấy không, pizza không ngon rồi bạn nhé. Xin thưa bà con các bác, đây là trung tâm đắc lộ nè bà, Alexander the Road. Ngày hôm qua bà con các bác còn biết không, ba mẹ cậu bị tắt máy xe tại chỗ này nè. Mà đây là nhà văn hóa phụ nữ. Các cô chú anh chị và các bạn có thể cho ba mẹ cậu biết được là cái nhà văn hóa phụ nữ đối diện qua cái trung tâm đắc lộ này hồi xưa trước năm 75 nó là cái gì không các bác. À, bây giờ là nhà văn hóa phụ nữ. À, giờ mời bà con các bác lên xe ha, để cùng với ba mẹ cậu đi dạo Sài Gòn tối ngày hôm nay. Bắt đầu lại từ cái điểm ngày hôm qua nha. Hôm qua bị tắt máy xe ở đây nè. Hôm qua ba mẹ cậu tính dẫn bà con cô bác lên cái thành phố Mỹ ở Sài Gòn á, à, để đi ăn, à, đi chơi, đi dạo. Tự nhiên tới đây cái đùng cái tắt máy xe nè. Rồi ba mẹ cậu phải dắt bộ từ cái chỗ đường Trần Quốc Thảo này nè, à, đi lên tới cái chỗ Lăng Chà Cả luôn á. Quá trời khủng khiếp. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. À, Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 26 tháng 2, 2023. À, bây giờ là 7 rưỡi tối. À, ba Michael đang có mặt ở tại đây là 152 đường Lý Chính Thắng. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Yên Đỗ nha. À, à còn cái xóm hẻm Hàn Quốc mẹ biết nó nằm đâu không? Đây nè. Này để chạy vô vòng cho coi. Đây. Đây xin thưa bà con các bác, đây là hẻm Hàn Quốc đây nè. Làm mưa làm gió trên mạng quá trời nè.
mẹ thử nghĩ coi sao nó gọi là hẻm Hàn Quốc. Dạ hiểu. Ở đây không có một người Hàn Quốc nào sống đâu con. Toàn là người Việt Nam không á. Đó, đứng ngay góc này chụp hình nè. Đó, ngay chỗ thằng bé đang chụp cái banh đó. Đó, đứng góc đó là góc Hàn Quốc đó. Hẻm Hàn Quốc. À, hẻm Hàn Quốc. Mà ở đây là cư xá 139 Lý Chính Thắng nè bà con. Các cô chú anh chị và các bạn có thể cho ba mẹ con biết được là cái cư xá này hồi xưa trước năm 75 nó là cái gì không đó bác? Còn ngay đây nè, xin thưa bà con bác, hồi xưa đó là bến tắm ngựa. À, ngay đây có đình Xuân Hòa nè, bến tắm ngựa. Ở đây là đặc biệt là người Bắc ở nhiều lắm, thành thử ra là kính thưa các loại món Bắc nha bà con. Còn cái chỗ nhà hàng Galaxy nè bà con. Cái chủng cái gì? Ủa, đây cũng có trung tâm kiểm soát bệnh tật nữa ta. Sao nó nhiều quá vậy ta? Đây cái chỗ tòa nhà bự bự nè bà con, hồi xưa nó là cái trường học đó bà con. À, các cô chú anh chị và các bạn còn nhớ được cái trường này nó tên gì không á? Đối diện qua đây là đi vô cái xóm lách nè. À, cái hẻm này hẻm vô xóm lách á. Xóm lách. À. Rồi giờ ba mẹ con sẽ chở bà con bác đi lên khu săn phân xích long. À. Đi lên săn phân xích long để mình chơi. À, bún bò gánh đó, cũng nổi tiếng đó. Mày nhớ hồi xưa mình ở bên quận 7 có quán bún bò gánh không? À. Con đường này là đường Yên Đỗ nha bà con. Bây giờ nó là Lý Chính Thắng. Bên tay trái ba mẹ gò đây có cái hẻm 60 nè. Hẻm này là hình như là xóm nhà đèn. Rồi quẹo tay phải vô Bình Tịnh Cửa nè. Như là chút đây có cái xóm Hầm Sổi bà con. À, xóm nhà đèn. Xóm nhà đèn này có quán bánh mì, có mì Ý ngon lắm nha. Bây giờ nó chuyển qua làm bồ bún Thái rồi. Rồi bên tay phải ba Michael là Võ Bình nè. À, Võ Bình nổi tiếng nè. À, các cô chú anh chị và các bạn có biết quán Võ Bình này không? À, nổi tiếng á, số 7 Lý Chính Thắng. Rồi ra đây là con đường này là đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng với là Yên Đỗ. Bây giờ là Hai Bà Trưng với đường Lý Chính Thắng. Rồi con đường này đường Trần Quang Khải. Đường Trần Quang Khải này là cũng nổi tiếng lắm nha, trước năm 75 có rất nhiều các cô chú anh chị và các bạn ở trên con đường này. Hồi xưa trước năm 1975 gia đình của ba Michael cũng có một cái căn nhà trên con đường Trần Quang Khải này. Đó. Bên tay trái con nè. Đó, cái ngân hàng SCB đó con. Hồi xưa là gia đình nhà của gia đình mình đó. À, đường Trần Nhật Duật. À, đó, ngân hàng này nè. À, nhà, ngân hàng này giờ người ta cũng xây lại rồi chứ hồi xưa không phải nhà đó. Hồi đó ba nhỏ ba thường hay lên đây ba chơi. Tuần nào cũng lên, chủ nhật. Nhà đó còn phải gọi là nhà của ông Tư. À, ông Tư.
Rồi đường này đường Trần Khắc Trân ha. Con đường này đường Trần Quang Khải đây, bà con cô bác cùng ngắm với bà mày gồ ha, cùng xem. Tối hôm nay ba mày gồ tính dẫn bà con cô bác đi ăn một cái loại bánh ướt gọi là bánh ướt Văn Mê. À, bánh ướt Văn Mê Giang Hương ha bà con ha. Hương Giang hay Giang Hương gì đó. Nghe nói quán này đông lắm, không biết lần này ba mày gồ đi buổi tối này biết có đông hay không đây. Bún đậu xoài, trời ơi bún đậu mắm tôm đây này, bún đậu xoài à, cái khu đường này nó quá trời quán ăn ha. Bà con cô bác thấy cái chừng đường Trần Văn Khải này nó lột xác chưa? Con đường Trần Văn Khải này hồi xưa là nổi tiếng nhất là cà phê ôm với bia ôm nha bà con. Cái karaoke ôm, cái gì có ôm là nó đứng đầu à. Ở đó bên tay trái ba mày gồ đây là rạp Văn Hoa Sài Gòn nè bà con à. Ơi bà Văn Hoa Đà Cao à, rạp Văn Hoa Đà Cao. Đây là cà phê Phúc Long nè. Đó cái khúc này nè, bây giờ bà con có thấy nó lột xác chưa? Đó qua quần nè, Nhã Phương nè, đó. Hồi xưa là karaoke không á, giờ là nhà hàng tiệm ăn uống rồi. Bà con có bác nhìn cái bán bên cái quán Gogi này nè bà con. À, hồi xưa đó là một cái tiệm ăn hình như là của người Bắc. Hồi đó ba mẹ cô thường hay ăn quán ở đây nè à. Tiệm cơm ở đây ngon lắm nha bà con. Bán cơm giống như cơm Bình Dân vậy đó. Rồi giờ mình quẹo trái lên cầu Vông. Cầu Vông này là nổi tiếng vịt quay à, Quỳnh Ký à, Quỳnh Ký này hồi xưa là nó cái tiệm đó nó phải là tiệm Quỳnh Ký đâu, mà nó là tiệm gì đó. À, đây là cầu Vông đây. Ai đi qua cây cầu Vông té xuống sông ướt cây quần ni lông à, là nó đây. Tại sao mà cái cầu này nó không gọi là cầu Hoa mà nó gọi là cầu Vông mà con à, các có các hội bánh canh ghẹ nè. Ở đây nhiều món ăn ngon lắm nha. Mình qua bên đây là đường Lê Văn Việt. Con đường chúng ta đang đi là con đường Lê Văn Duyệt, ở số 28 đường Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh. Hồi xưa nơi đây được gọi là tỉnh Gia Định nha bà con. Bên kia là đô thành Sài Gòn, chứ bên đây là tỉnh Gia Định. Rồi con đường ở đây là con đường Vũ Huy Tấn nè. Hồi xưa để đi vô khu miếu nổi á, là cũng đi con đường này nha bà con. Đáng lý hồi nãy ba mươi cầu đi cái con đường kia kìa, nhưng mà thôi đi con đường này. Đó, hồi xưa đây là con đường độc đạo để vô cái khu miếu nổi nè. Cấm xe hơi. Đó là nó đi chạy ẩu á. Đó, bà con quá không? Xe cấm xe hơi nhưng mà xe hơi cứ thế mà chạy. Để lát nữa ba mày gồ sẽ nói cho bà con cô bác nghe về một cái vấn nạn mà bà con cô bác có nghe cái tình hình mà coi như là đợt vừa rồi ở ngoài miền Bắc hay là miền Trung gì đó, có một cái bà phụ nữ gì bà giờ bà bị bắt rồi. Bà dám gần mình, bà chống đối cái cảnh sát giao thông đó bà con. Để lát nữa ba mày gồ kể cho bà con cô bác nghe nha. Để lát nữa bà con cô bác nhớ nhắc ba mày gồ cái đó, ba mày gồ có hứng ba mày gồ kể cho bà con cô bác nghe lý do tại sao à, đường này đường Vũ Huy Tấn nè. À, khu này bán đồ ăn quá trời luôn, chả đùm nữa à. Cô ba nè, cháo lòng năm đụm, ôi quá trời đã. À, ông của Bình Định. Quá trời luôn, quán cà phê quá trời luôn á, bà con có thấy không? Trời ơi, có bột chiên nữa nè, khai trương quán bột chiên nè. Ủa giờ cái quán nó nằm đâu ta?
kiếp đâu quận 6 trời. Không có. Rảnh là nhậu. Kìa bánh nước 30 Giang Vương. Rồi giờ 30 còn sẽ vô gửi xe nha. Rồi ốp đi mẹ. Rồi xin thưa bà con các bác, mình vô là mình phải xếp hàng mình đợi cho bà con. Quán rất là đông. Sau khi mình xếp hàng mình đợi xong thì bây giờ mình sẽ lên lầu. Chứ không phải là mình vô mình có bàn là mình ngồi đâu nha. Ủa ba người ngồi đâu em? Dạ lên bàn 18, 19 ngồi con ngay kế cho bác. Rồi ok. Rồi. Rồi thấy cảnh làm bánh luôn nè. Cảnh làm bánh luôn. Mình ngồi trực diện luôn. Cái cách làm bánh nước á, mình không có nhìn thấy dưới. Đây mấy người vậy? Ba người á. Ủa đây là cái này là mỗi một dĩa vậy là bao nhiêu dĩa em hay là? Dạ. Bây giờ mình tập trung mình kêu nhân giùm em ha. Khi mà tụi em thấy đồ ăn lên là tụi em sẽ tự lên bánh. À. Chị ăn bao nhiêu em tính tiền bao nhiêu. Rồi vậy lấy cho anh mỗi thứ loại đi. Rồi 4 dĩa, 4 loại nhân. Sao anh chị lấy sao ạ? Rồi mỗi thứ lấy hết luôn đi. Rồi nước chấm em lấy hết luôn nha. Nói chung mỗi thứ đó. Nước gì không em lấy luôn ạ. Nước có nước suối không? Dạ có nước suối, có trà đá, có nước ngọt luôn. Cho. Thôi đừng uống nước ép luôn, con đang đau bụng mà. Rồi cho anh hai chai nước suối đi. Hai nước suối dạ rồi, rồi. Ok. Đây. Rồi giờ ù ướp ngược nữa nè. À, quá trời đã không? Lát nữa bà vẫn có nghe trái cây mà, có uống nước ép chứ không chi. Trái cây gì? Trái cây tô. Có dưa hấu trong đó nữa. Đây. Đây. Bị đứt lưỡi rồi con, còn cắn lưỡi đó. À có tôm nước tùng nữa nè. Có tôm nước tùng nữa ha. Mà quán chính là quán đường Nguyễn Tấn này. Ba mày còn mua hết ha, có thịt nướng nè, nem nướng nè, chả cớm nè, với nem chua lụi luôn. À mọi thứ 33.000 hết. Bánh nước thì 22.500 dĩa. Xoài cũng thế, xoài dưa leo cải chua rau quế. Ba mày còn mua hết. Nước chấm, ủa ba mày còn nhớ có 4 loại nước chấm mà sao giờ nó còn xuống còn có 2, 4, còn 5 loại chứ ha, sao còn có 4 loại thôi. Rồi, rồi vậy là hết bản giá. Con cô bác đây là dâu ua này rất là đặc biệt. Mẹ, mẹ làm dâu ua đi. Mở nắp ra, dâu ua này rất là đặc biệt nè. Bà con cô bác biết đặc biệt gì. Úp lại nè, không được hút vô, úp lại. Nghĩ chưa? Đặc biệt ở chỗ đó đó, đừng có úp con. Tiền kêu chỗ đó đó con. Ngon không? Cái dâu ua nó nằm nó ăn tiền ở chỗ đó. Ngon không? À, tuyệt vời đó. Đây, mời bà con cô bác nè. Giống như ua Đà Lạt phải không? Ngon không dâu Đà Lạt không phải không? Dâu Đà Lạt là dâu phô mai. Đây bạn, đây bánh mê ướp bạn mề nhé, ăn dâu ua nha bà con. Không ăn là phí lắm á. Thứ gì á? À. Bốn loại nước chấm này ha. Đúng
rồi. Ủa anh nhớ hình như có 5 loại luôn đúng không? 5 loại là chén sốt đậu phộng. À, có xét sốt đậu phộng không? Ok rồi, cảm ơn em. Tại bạn biết ở trên đây. Dạ. Rồi. Chị nhắm vô nội. À. Mỗi người đúng rồi, bác kêu hết tất cả mọi thứ luôn á. Ăn cho nó đã. Rồi bây giờ để bánh nước qua nha. Rồi cảm ơn em. Đây là chén sốt đậu phộng, như vậy là đủ 5 loại nước nè, nước chấm. À. Rồi, ở đây có 5 loại nước chấm. Đáng lý là ba Michael là sẽ ngồi ăn rồi quay phim chia sẻ cho bà con cô bác biết tại sao mà có cái bánh nước ban mê này. Nhưng mà có một bác hôm bữa bà con cô bác có gặp comment không? Bác ấy vô, bác ấy la ba Michael Việt Kiều đâu có thèm ăn, thèm uống gì đâu, mà tại sao mà vừa ăn mà vừa uống mà vừa nói. Chủ yếu là chỉ cần quay món là được. Chứ bên Việt Kiều, bên bển ta đâu có thèm ăn, thèm uống gì đâu. Mà vừa ăn mà vừa uống thì là mất lịch sự. Cho nên ba Michael không có ăn uống. Chứ vừa ra ba Michael vừa ăn, ba Michael sẽ nói cho bà con biết tại sao nó có cái bánh ướt này, nó có 4 loại nè. Nó đặc trưng của từng vùng miền, kể cả nước chấm cũng vậy nè bà con. Ba Michael mà vừa ăn mà vừa chia sẻ mà vừa ăn cảm nhận là bà con bác ăn sẽ cảm thấy nó thèm hơn nữa, nó ngon hơn nữa. Đây là dưa cà chua nè, ha. Đây là xoài nè, đây dưa leo nè, mỗi thứ mỗi vùng miền. Còn bánh ướt này là mình sẽ ăn theo cái kiểu mà coi như là ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Giờ để chụp hình cho mấy mẹ con nè. Xin thưa bà con bác, một cái dĩa bánh ướt nó chỉ mỏng lét như thế này thôi. Bà con bác thấy không? Thì ăn thì mình sẽ cuốn giống như là mình cuốn gỏi cuốn vậy đó. Đây. Ăn bóc tay luôn đi con. Cái này ăn bóc tay cũng được. Tại vì lát nữa hồ mình cũng phải cầm mấy cuốn này mình lên mình ăn rồi. Mình bỏ lên hai bà con ha. Ở đây có rau nè. Mọi thứ một chút. Muốn ăn cuốn sao cũng được ha. Thì bánh nước mang bê này á, xin thưa bà con bác, ba mẹ cầu đố bà con bác biết á, là có phải là nó ở băng mê không? Đố bà con cô bác biết á, có phải là thực sự là nó được dân băng mê thuộc, là có loại bánh nước này là đặc sản của băng mê thuộc không bà con? Bánh nước băng mê ha. Bà con cô bác nào mà biết được thì comment cho ba mẹ cầu biết. Chứ thực sự là xin thưa bà con cô bác, hồi xưa là ba mẹ cầu cũng có từng lên băng mê rồi. Xin thưa bà con cô bác, ở băng mê không có bánh nước này. Độc đáo vậy đó. Đây mẹ quay ba đi ba, để ba ăn, ba khó ăn quá. Rồi giờ mời bà con cô bác đi tiếp với ba Michael nha. Ủa cái mắt kiếm ở đâu ta? Chết rồi. Con kiểm tra trong cái túi này của ba coi có không. Hèn chi nhìn thấy rõ quá. Ba mẹ cậu đi với ba mẹ cậu đeo mắt kiến chống bụi, bà con đeo riết cái hình quen. Bây giờ đeo riết giờ có không con? Đây có ốc nguyên nè. Không có con? Có. Ok. Rồi đây là thành phố ở Mỹ nè bà con. Đây là thành phố Mỹ ở Sài Gòn. Không có người Mỹ con. Ở Sài Gòn mình có nhiều cái độc lắm con. Tại vì nó con đường này đường Phan Xích Long nè. Phan Xích Long thì nó giống như cái thành phố ở Mỹ á, là San Francisco á, Phan Xích Long này là em của Francisco. Thành thử ra người ta gọi đây là thành phố Mỹ ở Sài Gòn. Giờ ba mẹ con sẽ chở bà con bác đi dạo một vòng nha. Ba có kể cái gì không? Để lát nữa ba kể. Đây rất nhiều ẩm thực luôn nè. Người ta đang dự định là biến cái khu này là thành phố ẩm thực nè bà con. Phở gà Tràng An bắt tròn vị.
bên tay phải ba mày cầu đây có giáo xứ Thánh Mẫu. Ủa này uống hết nước chưa mẹ? Có đem xuống không? Trời đất ơi. Tại chai nước suối mình chú uống chưa hết thì mình đem về chứ. À, cơm thố nóng hổi, cơm thố trời lớn. Ăn 30 dĩa mà sao không no, trời. Con thật là chiến đấu rất là mạnh mẽ. À, con đường này đường qua xứ nè bà con. À. Đường qua xứ này là nổi tiếng là có cái bán trái cây nè bà con. Trái cây tô, trái cây dĩa. Đây là đối diện qua cô mắt Phú Nhuận nè. Ốc thân yến xào. Con đường này đường hoa xứ. Bánh canh hẹ cô Mai. Bánh bèo nóng nè bà con. Ồ có bánh bèo nè. À. Cập ráo không? Cháo sinh tố nè, đó, trái cây. Bún chả Hà Nội. Đó, bà con cô bác thấy không? Bánh bèo cô Mai này cũng nổi tiếng ở Phú Yên nè bà con. Trời ơi, người ta ăn đông ghê không nè. Bún mắm Phan Xích Long. Trái cây nè, sinh tố, nước ép. Bên kia là Săn Phú Lộc, nhà hàng Quảng Đông. Sang Phu Lâu này như ba mẹ ăn rồi nè mẹ. Kế bên cái New World á. Đây là hủ tiếu mực. Cái con đường, cái khu Phan Xích Long này là nó nổi tiếng là khoảng vào giữa thập niên 2000 á bà con. Chứ trước đó cái khu này nó cũng hoang vắng lắm. Ba mẹ cậu nhớ là đúng có khoảng tầm đỡ khoảng 2005, 2006 gì đó thì cái khu Phan Xích Long này nó bắt đầu nó mới xuất hiện ra những cái mấy món ăn này bà con. Mà hồi xưa nhà cửa đây không có nha bà con. Khu này hồi xưa toàn là đồng trống không à. Đến năm 2006 luôn á là đất trống vẫn còn nhiều nha bà con. Ba mẹ cậu nhớ là năm 2006 ba mẹ cậu có ra đây ăn cái một cái lúc đó là cái quán có BD và mày còn nhớ là có một cái quán của cái em BD gì đó là mở đâu bên tay trái nè gần cái chùa nè. Mà hồi xưa cái khu này là đất trống không à, không có mấy nhà cửa này đâu.
rồi bắt đầu để xe đó, bắt đầu trong cái bãi đất trống đó mà ra bắt đầu ngồi ăn. Đường thì tối tối đèn, lúc đó đường này nó có rồi, đường này lúc đó là nó làm rồi, nhưng mà nhà cửa xung quanh không có. Khu này xưa vắng lắm, đến hình như là hơn giữa thập niên, gần cuối thập niên 2000 là khu này nó mới phát triển. Ở đó đây là lên đây là thường là đi nhậu à. À, giờ mình quay về đi. Giờ mấy giờ mẹ? Lấy ba mắt kiến này rồi. Đây là đường Cù Lao nè. Cái quán ăn Được Phúc nó mở trên này luôn nè bà con. Thu Tông này mắc lắm nha bà con. À, lẩu Hồng Kông Thu Tông này mắc lắm mà người ta ăn cũng đông quá chứ hả. Nó giống như trong một cái trung tâm thương mại ghê ha. À, nhưng mà nó nằm ở trên đường. Trường này là trường quán ốc quán nhậu là đông nha. Rồi con đường này đường Vạn Kiếp nè bà con. Bây giờ băng đi rồi quẹo phải. À, hồi xưa đây là Cù Lao miếu nổi nha bà con. Hồi đó khu này người ta trước năm 75 ta gọi là nó giống như gọi là cái khu mà khỉ ho cò gáy bà con. Đó là cái quán này ở khu này. Bây giờ khu này là tiền không. Thank you.
Rồi, xin thưa bà con cô bác, hồi nãy ba Michael ngồi ăn á, tự nhiên ba Michael đọc được một cái dòng comment của bác Huy, mà đọc xong nghe thấy cũng tá quả tâm tinh luôn mà con. À, không biết bác bị gì mà đến nỗi phải đi phẫu thuật não mà con. Thì bác nói ba Michael là bây giờ là có cái nhớ, có cái quên. Bác Huy là một trong những người mà ba Michael kính trọng lắm nha bà con, là người cho ba Michael nhiều thứ lắm. Những cái gì mà bác Huy cho ba Michael được là ba Michael trân trọng lắm, mà phải nhớ hoài luôn á. Và cái người mà thương ba Michael nhất là cũng là bác Huy á. Rồi đây, đây là cầu bông nè bà con. Mà khổ nổi bà con cô bác biết không, ba Michael với bác Huy là biết nhau lâu lắm rồi đó, mấy năm luôn á, mà ba Michael cũng chưa biết mặt bác Huy là ai luôn mà cũng không biết bác Huy tên là gì luôn á nha. À, chỉ biết bác là bác Huy thôi. À, không biết bác mặt mũi bác ra sao. Nhiều khi mai mốt mà có đi nghe qua Pháp chơi á, nhiều khi đi ngang qua gặp bác Huy á, con nghe cũng không biết bác đó là bác Huy. Ba Michael nói thật, cái trên kênh của ba Michael có nhiều bác lắm. À, thương ba Michael lắm nha. À, cuộc đời của ba Michael biết hết á. Bác nào thương ba Michael, bác nào không thương, bác nào biết hết á. Có nhiều bác lắm. Nhưng mà có một điều đặc điểm chung á, là ba Michael không có biết bác ấy là ai hết. Trừ phi là như là bác Hoàng nè. Là ba Michael đã gặp được ở Việt Nam rồi nè. Mà mấy người này là ba Michael trân trọng lắm nha bà con quá. Mà về gặp xong thì hầu như là ngộ lắm các bác. Trên kênh YouTube thì ba Michael gọi là bác, nhưng mà hầu như là những người mà các cô chú anh chị và các bạn á, mà gặp ba Michael ngoài đời xong á là hầu như là chuyển sang bằng anh không à. À, không có cho ba Michael gọi bác nữa tại vì không hiểu sao á, chắc có lẽ là cái mặt của ba Michael ngoài đời nó già hơn là các cô chú bác coi trong hình ảnh với lại phim. Chắc có lẽ là do cái phần mềm ứng dụng điện thoại á, nó làm cho con người nó mặt nó trẻ ra hay sao á. À, hầu như là ai cũng nói là cái mặt của ba Michael ở ngoài trong hình á, nó trẻ hơn là ở ngoài đời ba Michael già hơn. Ồ vậy đó, cho nên là hầu như gặp ba Michael đều là bắt ba Michael gọi anh, mà dù là 60-70 tuổi không á. Thì có những anh mà ba Michael gặp ngoài đời nè, như anh Khôi nè. Rồi có một anh nữa, có vợ chồng một anh nữa, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng anh đó ba Michael không có liên hệ được. Lâu lâu thì có thấy có comment, nhưng mà không biết có coi phim ba Michael thường hay không. Hai anh chị đó là hai anh chị mà ba Michael gặp đầu tiên. Hai anh chị đó giỏi lắm nha bà con. Hầu như là các cô chú anh chị và các bạn xem kênh của ba Michael á, có một cái đặc điểm chung như thế này nè. Hồi xưa là trước năm 1975 á, gia đình ở Sài Gòn á, cũng là một á, là có chức có quyền, hai là cũng thuộc dạng mà coi như là gì, giàu có không à bà con. Nhà villa biệt thự không á. Cho nên có một cái đặc điểm chung như thế này, các cô chú anh chị và các bạn qua Mỹ, qua Pháp, qua đâu mà không cần biết, nhưng mà khi mà qua bên đó rồi á, là các cô chú anh chị và các bạn rất là thành công nha, trên cái cuộc sống ở xứ người. Dễ hòa nhập lắm các bác. Hầu như các anh chị qua là đều làm lại từ con số 0 nha bà con. Đều lại làm lại con số 0, nhưng mà đều là thành công hết, làm từ dược sĩ, bác sĩ, kỹ sư. Ba Michael thấy như vậy luôn á. Những cái các cô chú anh chị và các bạn mà ra đi vào cái ngày mà di tản năm 1975 á, đều rất là thành công ở trên xứ người luôn nha bà con.
Bà Mai Gòn nó thật thành công lắm. Thì hai anh chị đó cũng vậy, giỏi lắm. Chị làm y tá trưởng của một bệnh viện, còn anh cũng là kỹ sư, giỏi lắm. Mà tất cả đều làm từ con số 0 nha bà con, không phải là con ông cháu cha gì mà nhảy vô mà trên xứ người mà được đâu nha. Rồi có anh Khôi nữa. Anh Khôi thì có một cái anh Khôi thì giận ba mấy cầu rồi cho nên giờ không có nói chuyện nữa. Nhưng mà anh Khôi cũng giỏi lắm bà con. Hồi đó anh Khôi ở bên Mỹ á, anh cũng đi năm 75. Thì ở qua Mỹ ảnh có một cái thú vui đó là mê mô tô. Ảnh mê mô tô lắm. Ảnh mê mô tô lắm nha. Ảnh đi về đây anh chụp hình cho ba mấy cầu. Bây giờ chắc ảnh giận ba mấy cầu rồi cho nên ảnh không có nói chuyện nữa. Rồi mới gần đây nhất nè là anh Hoàng với chị của anh Hoàng, vợ của anh Hoàng cũng bên Pháp, cũng là một trong những người thành danh đó. Giỏi. Hồi xưa anh Hoàng là học ở trường Hồng Bàng á bà con, cho nên ba mẹ còn biết nhiều về cái trường Hồng Bàng á, trung tâm giáo dục Hồng Bàng ở quận Chợ Lớn á. Cũng là giờ anh kể. Với lại anh là dân người Hoa chính gốc luôn. Anh biết rằng về cái khu phố người Hoa lắm, cho nên ba mẹ còn biết nhiều về cái khu phố người Hoa là cũng nhờ anh Hoàng. Nhiều lắm, còn nhiều lắm. Và có một cái điều này thế này nè bà con, có bác có một cái điểm đặc điểm chung như thế này. Hầu như là các anh chị này nè khi mà về nước á là đều có chủ đích là sẽ gặp ba Michael. Cho nên là bằng cái cách nào đó là đều gặp được hết ba Michael á bà con. Có một thời gian bà con cô bác biết không, ba Michael cũng hơi buồn. Tại vì bà con cô bác nhớ năm vừa rồi á, hầu như là đến gần Tết bắt đầu cái việc kiều bà hào về ai cũng đặt hẹn ba Michael á, là về Việt Nam là sẽ gặp ba Michael, về Việt Nam gặp ba Michael. Thì ba Michael đó từng gặp các cô chú bác rồi cho nên ba Michael cũng háo hức lắm. Nhưng mà hứa thì nhiều mà thất hứa cũng nhiều cho nên riết sau này cái ba Michael không buồn muốn nghe nữa, khi nào gặp thì biết. Nhưng mà có những người thực sự mà muốn gặp ba Michael á là dù khi mà ba Michael bận ha. Ba Michael nói là ba Michael bận cái này, bận cái nọ, hầu như ai cũng vậy á. Ví dụ đi ha, cái lần đầu tiên ba Michael gặp hai vợ chồng của cái anh nói chung là ba Michael không có muốn nói tên, tại vì ba Michael nói tên ra hôm bữa trước đó, là đó ba Michael thường hay nói tên anh chị ra, cái anh chị nói là mai mốt là phải trả tiền bản quyền cho ảnh. Cho nên ba Michael thấy có lẽ là anh không thích ba Michael nói cái tên của ảnh cho nên ba Michael không nói. Thì xin thưa bà con bác á, ảnh gọi điện ảnh phone cho ba Michael, ba Michael nói là ba Michael bận nói thôi được rồi, nhưng mà ảnh xin ba Michael một cái cuộc hẹn nào đó đó ngày đó, thì hai vợ chồng ba Michael ra. Anh Khôi cũng vậy, nói chung ai gặp ba Michael cũng vậy á, đều lấy hẹn. Còn những người mà cứ hẹn về Việt Nam sẽ phone gọi, nhưng mà hầu như đa phần là không có ai gọi á. Cho nên lúc đó ba mẹ còn buồn lắm. Viết sau này ai cứ comment vô là về nước sẽ mời ba mẹ còn ly cà phê, về thế ba mẹ còn cũng vậy thôi. Nó mất cảm xúc luôn. Nhưng mà mỗi lần mà gặp được các anh chị ba mẹ còn mừng lắm đó. Tại vì gặp được ở ngoài đời biết được. Và khi mà các cô chú, anh chị và các bạn gặp ba Michael ngoài đời á, thì ba Michael có lẽ là sẽ sống thật với mình hơn. Giống như có một lần trên mạng á, ba Michael có nói với bà con cô bác á, sống trên mạng nhiều khi nó đôi lúc cũng phải không thật nha bà con. Cho nên hồi đó ba Michael có làm một cái video á, vậy mà cũng có một người vô chửi ba Michael. Ba Michael biết các cô chú, anh chị và các bạn lớn tuổi thường hay có một cái như thế này nè, nghe sao thì biết vậy thì thấy hàng này nó
cái tướng tá cái mặt mũi nó coi cũng được thì chắc nó lẽ là nó không có nói dốc đâu đó, thành thử ra nó nói cái gì là nghe cái đó. À, chính vì cái lẽ đó cái niềm tin của các cô chú bác đặt vô ba micro như vậy đó, cho nên ba micro sợ lắm. À, sợ là mà có những lúc mình chơi chiêu chơi trò cái mình nói dốc nó xạo á, các cô chú anh chị và các bạn nghe được các cô chú bác buồn. À, thành thử ra ba micro sợ làm các cô chú bác buồn lắm, tại vì các cô bác lớn tuổi mà. À, chính vì lẽ đó cho nên ba micro thường hay nói thiệt lắm. Lâu lâu cái hồi đó bà con có bác nhớ không, trước khi ba mẹ cậu làm một cái chiêu trò đó là trước đó là ba mẹ cậu sẽ nói là sắp tới ba mẹ cậu sẽ làm vậy làm vậy làm vậy. À, mà thường mà nói ra rồi thì nó đâu có có hiệu quả đâu. À, thì ba mẹ cậu lâu lâu thỉnh thoảng ba mẹ cậu dặn với các cô bác đó là những cái gì ba mẹ cậu nói nhiều khi nó không có thật. À, tại vì nói chung là cũng nhiều lý do hoàn cảnh lắm rồi bà con. Hồi đó ba mẹ cậu cũng có làm nhiều cái video ba mẹ cậu chia sẻ đó. Ba mẹ cậu không có nói thật được. Đó, cho nên ba mẹ cậu dặn các bác là xem chơi cho vui, đừng có sâu quá vào cái vấn đề về cái lời nói của ba mẹ cậu. Nhiều khi ba mẹ cậu chơi chiêu chơi trò vậy mà câu view gì đó, hoặc là cố tình dựng ra những cái câu chuyện gì đó để có chuyện để mình nói. Đó. Thì có một người vô ở bên Mỹ luôn vô chửi ba mẹ cậu, nói ba mẹ cậu coi thường khán giả. À, nói ba mẹ cậu coi thường khán giả. Tùm lum hết rồi, người ta coi phim mà nói mình là không thiệt là gì, nói chung là không có thật lòng hay gì đó, chửi ba Michael quá trời, rồi chửi ba Michael là mất dạy nữa, tùm lum á. Bà con có bác thấy không, nhiều khi mình sống thật cái lòng mình quá đó. Đáng lý ba Michael làm thì kệ bà nó đi, ai muốn nghĩ gì nghĩ, ráng chịu tin thì ráng chịu hay gì đó, ba Michael đâu còn nhất thiết phải nói, phải chia sẻ, phải giải bày đâu. À, nhưng mà vì sợ các cô chú bác không hiểu, trời ơi gì đông dữ vậy, vì sợ các cô chú bác hiểu lầm á, cho nên ba Michael mới giải bày tâm sự. À, để cho các bác hiểu. À, đừng có vướng mắt vô đó. À, vậy mà chửi ba Michael quá trời luôn, khổ lắm. Còn một số người á không cần nói ha, cứ để gì đó, để cho ai hiểu sao hiểu. À, nhưng mà ba Michael làm vậy không được nha bà con quá. Nhiều khi ba Michael làm thành công lắm, ba Michael nói xạo thành công lắm, nhưng mà cứ mỗi lần mà ba Michael thành công cái ba Michael thấy các bác bị vướng vào cái đó là tự nhiên cảm thấy ba Michael lại áy náy. À, ba Michael lại không được, không làm nữa, nên ba Michael bỏ ngang. À, giải thích rõ. À, thành thử ra không có được lắm. Ba Michael làm YouTube vậy đó, chứ trong lòng của ba Michael các cô chú anh chị và các bạn là có một cái vị trí lớn lắm đó. Dù rằng là ba Michael không có biết các cô chú bác là ai cả, tất cả chỉ qua dùng tên, hồi xưa còn có tên có tuổi. Rồi xin thưa bà con cô bác, bây giờ hả, YouTube này nó mã hóa ra mấy cái ký tự quái quỷ gì đó, không biết các cô bác là ai luôn á. Đôi lúc có nhiều lúc ba Michael phải xưng bạn rồi như xưng cô xưng bác xưng tùm lum tá lả bên đó. Hồi đó còn có tên có tuổi mình còn biết người này người nọ người quen người gần. Còn bây giờ vô xem từ men nó ra mấy mã hóa ký tự không à, đâu có biết ai là ai đâu. Thì nói túm gọn lại nãy giờ nói nhiều thì chỉ là đơn giản là cho các cô bác biết rằng là các cô bác có một cái vị trí rất là lớn trong lòng của ba Michael đó. Các cô chú bác thương ba Michael, ba Michael cũng thương các cô bác y chang vậy đó, thương lắm. Dù rằng không có biết mặt nha, dù rằng là mạng này chỉ là mạng ảo thôi, xã hội cái nó giống như một cái kênh giải trí vậy đó, nhưng mà không hiểu sao ba Michael có một cái tấm lòng với các cô chú bác lớn đó. Coi các cô bác giống như người thân người nhà của mình vậy đó, cái gì cũng muốn chia sẻ, cũng muốn giải bày. Riết cái hành ghiền luôn á chứ hồ. À, bây giờ mình quay lại đường phố nha bác. Con đường này đường Cách Mạng tháng 8 nè. Một bên là quận 3, một bên là quận 10. Hồi xưa con đường này tên là đường Lê Văn Duyệt. Ồ, phở Gia Lai.
Phở Phô Gia Lai này ăn kỳ lắm nha bà con. Bà con cô bác có muốn đi ăn không? Bữa nào ba mẹ rồi dẫn bà con cô bác đi ăn. Phở Phô Gia Lai ăn kỳ lắm. À, bên đây là cái trường Lương Thế Vinh nè bà con. Hồi xưa đây là cái nghĩa địa nè. À, cái nghĩa địa Hồi giáo. Rồi bên phải này là Rạp Thành Vân. À, ở đây người ta gọi là ngã ba Hòa Hưng nè bà con. Con đường bên tay trái ấy, ngã ba Tướng Thành, ngã ba chợ Hòa Hưng. À, đây là đường Tướng Thành nè, giờ mình quẹo vô. Khu Tướng Thành này nó cũng là một trong những cái khu ẩm thực về đêm nha bà con. Bánh canh chua. Hả? Để chị nghe cho. Rồi. Xong rồi. Rồi bây giờ 9 giờ 20 rồi. Giờ phải trở về Grab. Ở đây là chợ Chí Hòa nè. Bên đây phải này là nhà thờ Hòa Hưng rồi bà con. Xe chở gì mà ngã đây. Nhiều quá. Hồi xưa ở đây là có cái hàng rào nè bà con. À, có cái hàng rào đến giờ tối là phải đóng lại nè. Ở đây là có cái trại Biện Động Quân, trại Đào Bá Phước, đường Hồ Bá Kiện. Hồi xưa ở đây có cái barrier nè. À, đến tối là kéo luôn. Con đường này về đêm là không có cho đi lại nha bà con. Đi qua đi lại là phải có sự kiểm soát. Ta đây ăn ban đêm nè. Không đậu xe bên quán cháo. Chán. May là nó là cháo á. Chứ nó... Hồi xưa bên đây phải ba mẹ gồ đây là hồi xưa là đơn vị 3. À, trung tâm quản trị trung ương. Đây là đường Sư Văn Hạnh.
ở đây là đường Đồng Nai nè, đường này là hồi xưa đi vô cái cái cư xá sĩ quan Chí Hòa. Bên tay phải ba Michael đây là tổng cục quân tiếp vụ nè. Nó ngồi xích lên đi cho nó khỏe. Đây là làng nướng Nam Bộ đó, rồi hồi xưa là tổng cục quân tiếp vụ á. Mình đang đi trên con đường Tô Hữu Thành và đây là ngã tư Thành Thái. Rồi bên tay phải ba Michael đây nè, cái khoảng trống trống nè bà con. Hồi xưa đây là tổng kho quân dược. Ở đây là bệnh viện Trưng Vương. Bên tay phải này là trường Đại học Bách Khoa. Hồi xưa như là trường kỹ sư, trường kỹ thuật hay là trường kỹ sư gì đó bà con, kỹ sư Phú Thọ là ở đây nè. Hồi đó để vô trường kỹ sư này cũng khó lắm nha bà con. Nó cũng khó tương đương với lại bên trường y á. Rồi đây là cư xá Lữ Gia. À, ẩm thực Thuận Phát nè. Ủa sao ế dữ trời. Ồ, máy bán nhậu bên đây sao ế quá bà con. Đây quán nhậu nè bà con, quán nhậu Nghĩa Phát. Ôi ế quá, lần đầu tiên ba Michael thấy ế quá. Mấy quán nhậu này đáng lý là đông lắm nha, mà sao hôm nay ế quá. Nghiêm quán đó nè, lưa thưa bàn ghế à. Ôi dân Sài Gòn bỏ nhậu hả ta. Ồ bây giờ tự nhiên chuyển tâm uống cà phê bà con, quán cà phê bây giờ đông quá trời nè. Ồ như vậy là dân Sài Gòn đang từ từ bỏ quen, bỏ đi những cái thói xấu rồi bà con, đó là bỏ nhậu. Chắc có lẽ là bây giờ là cảnh sát bây giờ quần quá, bây giờ ra đường mà coi như là xin thưa bà con cô bác, mà ra đường mà uống một chút đó mà chạy xe một cái là công an phạt nặng lắm nha bà con. Thành thử ra chắc có lẽ làm như vậy cho nên bây giờ người dân chuyển qua uống cà phê. À, chuyện lạ nha. Bây giờ ba mấy người đi ngang qua quán nhậu mà nó lại vắng
quán que nha. Cô này hồi xưa quán nhậu đông lắm, với lại mặc áo mấy cái cô gái mà còn mặc áo hai dây không à. À, à đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ nè, hồi xưa là đường Dương Công Trân. Vô hẻm chết bà chạy đại chứ không biết nha, tối quá chết rồi, ba mẹ gồ đi buổi tối quá bà con, không biết có đường không trời. Chết cha rồi bà con. Ủa trời, cái gì vậy? Ủa? Ủa hôm nay nhập lại ba. Hả? Ủa ra. Ba là thổ địa Sài Gòn mà con, đường phố nào ba cũng đi hết trơn rồi. Rồi đây là khu này là khu chợ Phú Thọ là gia nè bà con. Bên tay trái là chùa Giác Xanh. Bây giờ ba mấy cậu đang trên đường đi về nhà. Rồi kể rồi đó. Kể gì? Nãy giờ mình kể mấy câu chuyện luôn rồi đó. Phải không? Tao không có câu chuyện kia kìa. Câu chuyện gì? Để nói rồi đó. Đúng rồi nào. Cảnh sát bắt đó. À, cái câu chuyện mà nãy ba mẹ còn có nói và con bác là ba mẹ còn nói là cảnh sát mà dạo này bắt người dân mà có chuyện mà bà người dân mà bà phản kháng lại á, mà cuối cùng bị dính vô cái tội là chống người thi hành công vụ á bà con. Thực chất bà con bác biết sao không? Dân Việt Nam mình vẫn còn cái thói quen đó, nó cũng hơi cái thói quen đó là bà con bác biết thói quen gì phải không? Thói quen lưu manh đó. À. À, bà con có bác thấy không, mỗi lần mà Sài Gòn mình mà có đụng xe hay gì bà con có bác thấy không, xuống sừng sỏ bắt đầu cửi lộn, cái thói quen đó là thói quen văn hóa không có tốt. Rồi ở đây là ngã tư Nguyễn Văn Cự, giờ mình quẹo trái vô đường này, đường Lạc Long Quân, cái thói quen đó không có tốt đâu nha bà con. À, mà bây giờ ba mẹ còn thấy là càng ngày càng này là bắt đầu là thật sự á, hồi xưa nó cũng có nhiều lắm chứ không phải đâu, chứ không phải bây giờ nó mới nhiều đâu nha bà con, nhưng mà tại do hồi xưa không có mạng nè, không có thông tin truyền thông báo chí đăng tải, thành thử ra người dân không biết thôi, chứ cái này là nó đã hồi xưa nó còn nhiều hơn nữa, bây giờ nó đỡ rồi đó, chứ hồi đó hả là hỏi một cái là gây náo loạn rồi kéo nhau ra ghê lắm. Ở đó bà con biết không có thông tin truyền thông á, là chỉ biết tin tức về Sài Gòn hoặc là nếu muốn biết là phải đọc báo. Còn bây giờ trên mạng Facebook đầy, cho nên là chuyện gì, chuyện lớn chuyện nhỏ gì là trên mạng có hết. Thậm chí nó còn có trước cả những cái tờ báo nữa chứ. Có những cái chuyện á, nhiều khi ông Facebook cũng vậy, ông hay lắm nha bà con. Ông không biết rằng ra tin còn trước hơn cả mà báo đăng luôn á. Đó. Đó cho nên thời buổi công nghệ thông tin này cho nên mình mới thấy ở Sài Gòn này mình ngồi mình biết được ở ngoài các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây, miền Nam, Bắc gì biết hết ráo trội, thậm chí tiếng tin ra thế giới luôn. À,
Đó là cái mặt mạnh của công nghệ. Nhưng mà nhờ như vậy á, bắt đầu cái hành vi con người nó đối xử với nhau nó sẽ từ từ nó giống như bà con bác thấy không? Bây giờ là quán nhậu bây giờ coi như là bớt nhậu lại đó. Hồi xưa là nhậu cái ghê luôn. Còn bây giờ cảnh sát giao thông ra quân bây giờ là nhậu cái là bắt phạt mà phạt thật là nặng luôn. Phạt từ mấy triệu đến 10 triệu chứ không giỡn à. Đó rồi giam bằng luôn, thành ra người dân ta sợ từ từ ta bỏ bớt. Còn cái hành vi mà chống người thi hành công vụ á, thật ra là do là cái vấn đề mà văn hóa với ý thức nha bà con. Cứ tưởng đó là ngon, chứ thật sự cái đó là chơi dại đó. À, trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào nha bà con, sống ở đâu cũng vậy nữa, ở Việt Nam hay ở nước ngoài thế giới gì nữa. Cái bộ phận mà thực thi công quyền của nhà nước là cái đó là mình không có nên chống nha bà con. Chống cái đó là nguy hiểm lắm. À, mình muốn làm cái gì thì mình cứ từ từ cứ thi hành trước đi rồi mình khiếu nại sau. À, chứ đừng có cái sự việc là cái bà này á, bà có con dâu bị bắt thì cảnh sát đang lập biên bản, tự nhiên bà ra bà xin xỏ, xin không được cái bà sừng cồ bà làm vậy đó. Nhưng mà thực chất mình sai mình đóng phạt đi, giống như ba mấy cồ thôi. Nếu mà hôm qua ba mấy cồ ăn cơm tấm, ba mấy cồ chấp nhận mà. À, nếu mà có lỡ mà có phạt nguội, ba mấy cồ đi đóng thôi, không sao hết. Tại vì mình biết cái đó là mình sai, mà mình sai thì mình chấp nhận mình đóng, chứ đừng có xin xỏ chi mất công. Người ta là của cái cơ quan thực thi pháp luật mà, người này xin được người kia xin được, rồi cuối cùng nó hình thành ra cái tệ nạn tham nhũng mà con quá không, hối lộ. Rồi sau khi mà tự nhiên đi xin rồi đi lót cho người ta xong đã, rồi bắt đầu quay ngược lại tố cáo là cảnh sát giao thông đi tham nhũng hối lộ. Rồi con thấy buồn cười không? Bây giờ nếu mà mình chấp nhận sai, mình chấp nhận đóng phạt thì chuyện đó thì lần sau mình rút kinh nghiệm, mình đừng làm nữa. Thì như vậy là cái cảnh sát giao thông cũng không có cơ hội để mà ăn hối lộ, và người dân cũng sẽ không có cái cơ hội để bị phạt một lần rồi nhớ đời rồi lần sau sẽ không vi phạm nữa. Thì có phải là cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn không? À, cho nên ba mấy cô thì không có tán thành cái vấn đề thứ nhất là xin xỏ rồi đút lót. À, mấy cái đó là ba mấy cô tối kỵ lắm nha bà con, không thích cái đó. Mình đầu tiên là mình khi mình lưu thông trên đường là mình nên học luật. Rồi trong quá trình đi học đi chạy xe thì đương nhiên là ba mấy cô nói thật, không có chiếc xe nào mà giờ dám vỗ ngực xưng tên luôn. Ba mấy cô nói thiệt, ở Sài Gòn này không có chiếc xe nào mà dám vỗ ngực xưng tên, là từ trước giờ tôi cầm lái lên là tôi không vi phạm luật nha. Ba mấy cô dám cam đoan luôn 100% người dân đây luôn á, chưa có chiếc nào mà dám nói rằng là từ đó giờ tôi nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tôi chưa vi phạm đâu, không hề có nha bà con. 100 người luôn á, ba mấy cô nói thật luôn á. Thì cái chỉ có một cái điều quan trọng thôi, chấp nhận sai thì phải chấp nhận phạt. À, vậy thôi, đừng có xin xỏ gì hết á. Xin làm chi? Rồi đút lót làm cái gì để cho nó đủ thứ chuyện. Rồi còn cái hành vi nữa, văn hóa nữa. Nếu mà con người mà có hành vi tốt á, xin thưa bà con các bác, đừng bao giờ mà chống đối người thi hành công vụ nha. Chống đối người thi hành công vụ là nó ghép vô cái tội mà bộ luật hình sự luôn á, chứ không phải dân sự nha. Đừng có giỡn à. Cho nên cái đó là ba mẹ con xin chia sẻ đó. Cứ khi mà cái người mà thi hành công vụ á, mình cứ chấp hành đi, người ta yêu cầu cái gì mình làm đó. Ở Việt Nam mình là còn dễ nha bà con quá. Cái người thi hành công vụ người ta cũng còn nể nang dân chúng dữ lắm đó. Chứ xin thưa bà con cô bác, bà con cô bác thử đặt chân qua Mỹ đi. Khi mà bà con cô bác mà vi phạm luật giao thông rồi đó, cảnh sát mà nó đã dừng xe bà con cô bác rồi nha. Đừng có cố tình mà chạy với nó nha, chạy không có thoát được đâu. Chạy hả, nó còn điều trực thăng nó tới nữa, mày mốt trả nợ thấy mẹ luôn á. Rồi khi mà nó đã dừng xe bà con cô bác rồi, điều đầu tiên là hai tay để lên vô lăng. À, để lên đó trước dẫn đi, để nó đi tới. Chứ đừng có đi bước cửa, mở cửa xuống xe này nọ như Việt Nam nha. Nó bắn bỏ luôn á, chứ đừng có giỡn à. Rồi khi mà nó tới rồi, rồi nó yêu cái gì thì làm cái đó. Mà nếu mà trong cái mình mà không có đem hồ giấy tờ của mình không có để trong người của mình đó. Đó, nó dừng xe xuống, nó kêu đưa giấy tờ ra mà mình không có giấy tờ, mình nói là giấy tờ của mình trong cớp á. Xin thưa bà con cô bác, bà con cô bác cũng phải biết mở cái miệng ra chứ không phải im im miệng nha. Im im miệng là nó bắn nó bỏ luôn á. Mở miệng ra, giấy tờ của tôi để trong cớp, giờ tôi được phép lấy hay không? Nó cho lấy mới được đi lấy nha, chứ không phải là rồi cảnh sát nó hạ kiến xuống cái đó.
mỏ là đi cơm cơm vô mỏ cốp ra mà nó bắn bỏ luôn nó chứ đừng có giỡn. À, cho nên đừng bao giờ mà có cái hành vi mà suy nghĩ rằng là mình sẽ chống đối người thi hành công vụ chết á. Rồi thôi, đây là hẻm 152 Lạc Long Quân nè bà con. Ba mẹ gò xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.